to con thế kia bị mình dí vào trong kia rồi thì đường nào mình cũng thua. Bây giờ nhốt luôn đi. Nhốt rồi, thôi mình nghĩ ra cái té chị em. Té chơi. Thả tôi ra với. Ôi trời, thề luôn, vừa ốm dậy người vẫn chưa khỏe tí nào cả. Chưa khỏe à? Làm phát là khỏe, khỏe chưa? Chưa, vẫn chưa, vẫn yếu lắm. Chưa khỏe thì bây giờ có chơi được không? Chơi thì tất nhiên là được rồi, miễn là có thưởng. Ok, rồi. Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh TQ Thành Vlog. Ngày hôm nay, Bun đã quay trở lại theo như các bạn đã yêu cầu ở video trước. Và trò chơi ngày hôm nay của chúng ta vẫn là trò chơi trốn tìm. Nhưng lần này mình sẽ phải là người đi tìm các bạn ạ. Thế thì quá là đơn và giản luôn. Thôi, bạn nói luôn luật chơi đi. Và Bun và Bơ sẽ được quyền đi trốn trong vòng 1 tiếng. Và mình cũng phải tìm trong vòng 1 tiếng. Okay. Nếu như trong vòng 1 tiếng mà mình không tìm được hai người này thì mình sẽ không được nhận bất kỳ một phần quà nào. Nhưng nếu mà mình tìm được hai con người này trong vòng 1 tiếng thì phần quà bí ẩn sẽ thuộc về mình. Và phần quà bí ẩn là gì thì các bạn cố xem hết đến video nha các bạn. Rồi, thôi bây giờ lên đường trốn đi. Trời ơi, trời ơi. 1 tiếng rồi mà, cứ điều hưu thôi. Rồi, đây rồi. Mua tiện thể, ghé qua tạp hóa mua được mấy cái đồ lưu tư diêu này. Tí chị em mình làm việc xong mình phải bồi bổ năng lượng luôn chị ạ. Chôn mặt tỉ. Ủa nhưng mà, khoan đã. Em thấy là cái tầng của mình á, từ tầng 1 lên tầng 5 tất cả đều trống. Có mỗi cái phòng bếp này thôi. Sao trốn trong này á? Không, em ạ, à, đi. Tủ lạnh thì sao? Tủ lạnh trôi vào đây thì không mà bị hẹo. Bây giờ nhá, em có một câu hỏi cho chị trước đã. Trước khi mình mở tủ lạnh ra để mình thiết kế. Nói đi. Thì là nếu mà bây giờ em muốn nhét con voi vào tủ lạnh à, thì bước đầu tiên chúng ta phải làm gì? Mở cửa tủ ra. Thông minh lắm. Cũng được. Ừ. Mở ra nhá. Bây giờ em thử tháo cái này ra. Em định nhét ai ở trong đấy đấy? Em định nhét chị. Không, có một người chị vừa thôi mà. Dở à? Đi đi. Dở à? Đây chị thử vào đây em xem nào. Rồi, không đầu vừa, không vừa, không vừa chị. Không vừa. Thế thì khó nhỉ. Nhét lại đã. Rắc rối thật sự. Đây, có rồi. Dậy. Thế gì? Thử vào đây em ạ. Vào đây trốn mất lộ. Thò cái đầu chị Bơ vứt cao hơn cái tủ lạnh một tí. À đây xem nào. Hai còn hai cái bên này này. Đây cũng không được. Chèo nó được lên đây em bị sáo. Ui chị Bơ có chốt rồi. Wow. Trong này á? Mình ở trong này mình miệng mình có chất ngạt không? Không sao đâu chị Bơ. Hơi bẩn một tí. Hơi dọn. Thôi hơi bẩn nhưng mà có phần thưởng. Thôi không chị. Ui, đây cái gì đây bẩn thế? Bỏ bố đi. Thế thì đây. Chị nhớ là mình có một cái bàn để chị đi lấy bàn. Lấy luôn chị. Một phút 30 giây có luôn. Trong này có điện nha. Đây. Nhưng mà điện này bị IAC lệch tông mất rồi. Liệu nó có giật mình không? Không, chắc không sao đâu. Bây giờ chạy. Ui giời ơi. Kéo đầu kia chị Bơ ơi. Kéo đầu bên này. Rồi. Giải ra. Kéo nào đấy em. Để em thử vào đây xem nào. Có ổn đâu của ta không? Đóng cửa vào. Uầy, chỗ này chỗ lý tưởng ấy chị Bơ ạ. Có bị nghe thở không? Không đâu. Nhưng mà nó hơi tối một tí. Tối chị Bơ ơi. Kiếm em cái đèn, thiết kế cái đèn. Đèn à? 1 phút 30 giây có ngay. Đèn à? Có đèn luôn. Các bạn ơi, mình sẽ gọi là ăn trộm cái đèn của Wheeler và một cái ổ điện mình sẽ mang xuống kia. Ổ điện đâu ta? Đây. Hi cha. Đấy. Nhanh. Không là Wheeler bắt được bọn mình. Đi. Ok các bạn ơi, như các bạn đã biết thì theo như luật thì là hai người kia sẽ có 1 tiếng để đi trốn và mình sẽ có 1 tiếng nhắm mắt. Sau đó là mình sẽ phải có thêm 1 tiếng để mình đi tìm. Hiện tại bây giờ đang là tầm khoảng 3 giờ chiều. Đấy nên là bây giờ mình cứ điều hưu thôi đấy. Trong khi hai con người kia đi trốn thì mình sẽ đi một vòng quanh cái công viên này. Gọi là đi hóng mát chiêu một tí nhá các bạn. Đấy, như các bạn có thể thấy ở đây là cảnh tượng lúc 3 giờ chiều. Đấy, mọi người đang chơi. Ui, các em bé hôm nay chơi đông ấy, hình như là hôm nay được về sớm hay sao ấy. Ui, tôi thấy là ở đây có một cái chỗ bán đồ ăn vặt này, hay là mình vào mình làm tí đi các bạn ơi. Ui các bạn ơi, ở đây bán nhiều đồ ăn vặt mà lại còn có cả đồ chơi đấy các bạn ạ. Ui, ở đây nhiều kiếm yo vậy. Được của nó đấy, hay là mình làm một thanh về. Ui, bảy sắc cầu vồng luôn các bạn ơi.
Được chưa, được chưa? Đấy, mình hay là mình làm một quả giveaway cho các bạn cái thanh kiếm này nhỉ? Nhưng mà em nói là thời tiết ngày hôm nay khá là hiu hiu gió mát, nhưng mà thực ra không các bạn ạ, vẫn là nóng chảy cả mũi. Cô ơi, cô có cái nước nào nó mát mát uống ngon ngon không cô? Có trà đào đây. Trà đào, cho cháu một cốc trà đào đi. Đây, lấy luôn này. Đâu cô ơi? Cái cốc này à? Ủa không, cô pha cho cháu cốc mới đi chứ. Vừa mới pha xong đấy. Ấy dài ấy. Ấy, như các bạn có thể thấy ở kia là họ đang tổ chức một cái giải đấu bóng chuyền cực kỳ là đông người luôn các bạn ạ. Và ở đây là mọi người cũng đang, bên kia là cái khu tập luyện cho mọi người chuẩn bị vào trận đấu, còn đây bên này là đang tổ chức trận đấu các bạn ạ. Tình hình là vừa nãy mình thấy hai con người kia chạy về hướng của công ty. Đấy, hai địa điểm đầu tiên mình có thể tìm ở công ty trước các bạn. À đúng rồi, mình còn nhớ là ở video trước thì mình đã có cài cái ứng dụng gì nhỉ? À, cái ứng dụng định vị các bạn ạ. Bọn mình đã làm hai video về trốn tìm bằng định vị rồi, các bạn có thể quay lại xem ủng hộ chúng mình nhá. Còn bây giờ mình sẽ xem định vị xem hai con người kia ở đâu, chắc chắn là ở công ty rồi các bạn. Bây giờ là mình sẽ cắm cái ổ điện và cho cái ổ điện vào đây. Bút ơi, luôn dây ổ điện vào. Ý, có cả ổ điện này nữa này, cắm vào. Đây, em đi cắm cái này vào đây luôn. Đúng rồi. Bây giờ mình có giật đấy. Đẹp như trong tranh luôn chị Bơ ơi. Ôi trời ơi, nhưng mà nóng quá. Nhưng mà cái dây điện này nó sẽ làm lòi ra mất. Bây giờ giấu ở đâu bây giờ? Đây, thôi rồi, ok, đóng cửa vào. Ôi, đúng rồi đó. Cái gì? Chị không vào à? Chị vào sau, em vào trước đi. À mà chị quên mất còn đốn mặt nạ. Đây chị. Nhanh lên đóng kín cửa không? Ôi dồi. Ai ô, không cửa chị. Rồi. Em cảm thấy trong này nó kín mít luôn chị Bơ ạ. Chị Bơ, để xem mua những cái gì đây. Ơi, đùi gà rong biển này. Đùi gà rong biển, món chị thích. Select vị sốt thịt. Cũng là món chị thích luôn. Cái gì đây, thạch dừa. Thạch dừa cũng là của chị. Sữa chua. Cũng của chị luôn. Thế còn sữa chua này lấy. Thôi cho em. Chị ăn lắm ấy. Thế em bảo em đi. Em đang review thôi. Rồi, em nghĩ là trong thời gian cấp bách như này, chúng ta ngồi ăn ấy, không thì lúc mình lưu vào tìm đấy, mình không được gọi là tạo ra một cái tiếng động đậy nào, không thì lưu tìm đấy chứ giỏi. Ăn nhanh kẻo bị bắt. Đi. Nào, đi ăn cơ hả? Hả? Ủa em mồm to thế, mồm này ăn thì kéo hết cả gói mì mìm. Đấy, em bữa ăn nó ngon cho chị em bị đặt. Được chưa? Đúng. Mình ăn thế này liệu có phát ra tiếng động to không? Thì lưu có bắt được không? Thèm nghẹo thì lưu chắc chưa tìm được mình sớm đâu. Người hay nên mình trốn ở những chỗ khác. Cũng đúng nhỉ. Tình hình là tôi xem định vị đó, tôi thấy hai con người kia ở công ty yên từ nãy đến giờ luôn đấy. Hay là tôi đang nghi một cái trường hợp là hai con người đấy đang đánh lạc hướng tôi, tức là vứt điện thoại ở công ty sau đó đi trốn. Nhưng mà không, mình đã lỡ về rồi nên là mình phải tìm ở quanh công ty trước các bạn ạ. Được rồi, bây giờ thì ở chỗ này thì đương nhiên là không có gì, toàn mô hình đấy các bạn ơi. Tôi đang nghĩ rằng hai con người kia liệu có làm một căn phòng bí mật giống như mình ngày hôm trước hay không. Nên là bây giờ bất cứ chỗ nào có cái lỗ hổng ấy là mình đều phải kiểm tra thật kỹ các bạn. Ví dụ như là gầm cầu thang chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ đi ra gầm cầu thang trước nha các bạn. Có ở trong này không? Ủa? Từ, trong này tối quá các bạn ơi, tôi phải bật lên một tí đèn vào trong này. Hello, everybody here. Ôi, trong này vẫn toàn là đồ các bạn. Tình hình là không có trong gầm cầu thang. À, ở trong cái quầy bán hàng kia có một cái góc các bạn ạ. Hay là mình đi vào trong này. Đây, góc trong quầy bán hàng đây các bạn ơi. Hello. Ủa? Trời ơi, vẫn không có gì hết. À, thế hai con người này trốn ở đâu được nhỉ? Thế mình sẽ phải đi tìm từng tầng một các bạn ạ. Ôi trời ơi, vất quá. Trời ơi, thật là ngon quá. Cái của chị nó không ngon, chị chán rồi. Nhưng nhà mọi chị bảo nhá, hôm trước Hello trốn cùng chị ạ, trốn tìm cùng chị ạ. Có mang cả máy tính đi cơ. Em có gì chơi không? Có, nhiều lắm. Đấy, Bobby tỉnh. Nhưng mà phát ra tiếng đâu. Ủa, khoan, em nhận cho nó nhỏ tiếng nhất con trời. Đấy. Mất tiếng luôn rồi, ok chưa? Câm lín luôn rồi. Xem mình ngồi dưới chơi cũng được. Bên em thi đấu ấy, xem ai gọi là người được bấm nhiều điểm nhất. Đấy, chị thấy không? Em bấm cực kỳ chuyên nghiệp luôn đi chứ. Ai xả, cũng gọi là có tí trình và độ ấy. Đẳng cấp chưa, cũng gọi là thượng thừa. Chả bằng chị. Đây, tiếp lối luôn, bảo luôn. Ngồi chơi. Là chơi luôn, sợ gì mà không chơi. Ê, thua ngay của em rồi, đang đến vòng tận vòng 9 rồi đây. Nói. Chịu luôn. Căn phòng đầu tiên là căn phòng bí ý tưởng. Ôi trời, hình như là trời tối quá các bạn ơi. Bật cái đèn lên đây. Căn phòng bí ý tưởng. Hiện tại thì tầm khoảng 4 giờ hơn, gần 5 giờ rồi các bạn ạ. Và bây giờ mọi người công ty đã về hết rồi. Không biết hai con người kia có trốn ở đâu. Đây, cái chỗ này là chỗ của chị Bơ. Tìm từng ngóc ngách một các bạn. Liệu có làm những căn phòng bí ẩn ở dưới chỗ này không? Mở tủ đấy ra. Ha.
sao có mỗi mấy anh sờ tiếp này các bạn ơi. Không có trong này. Tôi sang bên dãy bên này. Ừ, trốn bằng rời nhá. Hello, không có. À, trời ơi. À, trốn hơi bị kỹ nhá, nhưng mà cứ chờ đấy. Tầng 2 không có thì chúng ta phải lên tầng 3. Ừ. Ui, tầng 3 vẫn đang sáng đèn các bạn ạ. À, bắt luôn, tóm sống. Hello. What? Ơ, sao có mỗi cu Hải ở trên này các bạn ơi, có mỗi editor Hải ở trên này. Trời ơi, căn phòng này, tôi sẽ phải tìm những cái chỗ ngóc ngách ở trong này nha các bạn. Trời ơi, cu ở đây làm gì? Hết giờ làm rồi, cu ở đây làm gì? À, một nhân viên cực kỳ chăm chỉ của BQ Thành các bạn ơi. Em làm thần. Thần sao? Thần mặt trời. Thần mặt trời, bơ TV. Không, bơ cực ngơ các bạn ạ, không phải bơ TV. Ok, respect nha. Thôi được rồi. Thế thì có biết Bun và Bơ trốn ở đâu không? Bơ à? Từ chiều đến giờ em không thấy đâu cả. Hả? À, hỏng xui. Em tưởng nghỉ làm. Sao lại nghỉ làm được? Không được. Đây, điệu cười bao che các bạn ạ. Không được. Tôi sẽ phải đi tìm. Gầm ban, liệu có làm căn phòng bí mật ở đây không? Ôi, tối quá các bạn. Tối quá. Tối sẽ phải sang bên này. À đây, có một cái tủ ấy các bạn ạ. Mở ra. Ơ kìa. Không có luôn các bạn. Cay thế nhở. Nhìn mà kỹ vậy ta. Chỗ kia là chỗ của chị Ốc các bạn ạ. Thôi, này chắc là không dám vào chỗ chị Ốc luôn. Nên là chúng mình sẽ chuyển địa điểm nha các bạn. Ê giời ơi, tầng 2 không có. Tầng 3 cũng không luôn. Bây giờ làm sao nhỉ? Lên tầng 4, tầng 5. Ừ, trốn bằng giờ nhá. Vào tầng 4 ngay. Như các bạn có thể thấy thì đây là cái phòng. Đây. Đây là cái phòng mà mình dùng để quay video game cho các bạn xem. Đây là cái bộ PC của mình. Đấy, anh BQ Thành đã tặng mình cái bộ PC này các bạn. Đấy, có cả cam, đèn, các thứ đây. Đó. Hay là hai con người này trốn ở trong phông xanh. Đây, cái phông xanh này sẽ là cái phông mà bọn mình sẽ quay gọi là các con quái vật ở trong này các bạn. Hello. Ơ, trong phông xanh thì nó lại có một cái lều các bạn ạ. Nhưng mà lều không các bạn ơi. Ây à, mình thử ngó vào này mà. Hello. Ôi trong này lều không các bạn ạ, trong này tối quá. Sao tìm từ tầng 1 đến tầng 5 vẫn không thấy một bóng hàng ai. Quay lạ thì đứa này trốn đâu nhỉ? Nhưng mà rõ ràng cái định vị nó là ở đây mà. Mệt bở hơi tàn rồi đấy chứ. Rốt cuộc là ở đâu ta? Trên cái này, nhưng mà cái này bé xíu này làm sao mà trốn được nhỉ? Ôi lạ. Đi. Ôi chị ơi, hình như Milo đang ở đây thì phải. Milo đang ở ngoài kia kìa, mau đây chị quay cho các bạn xem. Không, Milo ơi. Đóng kín lại. Kia ơi, em thấy chân Milo. Nhưng mà chị không. Nói bé thôi. Các bạn ơi, Huy Lơ đang ở ngoài đây này. Huy Lơ ngồi kia rồi. À, này, em có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Hay là chúng mình bật tiếng ma lên dọa Huy Lơ cho Huy Lơ sợ tê đái cái đã. Chơi. Ôi, có tiếng gì nhỉ? Huy. Ừ. Tiếng gì nhỉ? Có ai như kiểu đang theo dõi mình, cười cái gì đấy? Hay là công ty là có ma? Đấy, bảo ngay bị sợ té cả đái luôn đi chứ. Chạy rồi. Ôi, mình trốn rồi cũng kỹ phết đấy. Em nghĩ là không dám xuống dưới này tiếp đâu. Thôi, mình cứ ở đây từ từ cái đã. Nhưng mà hơi lạnh quá. Ồ, lạnh quá. Ui. Công ty mình lại có ma được á. Nên phải nhắn tin với anh Thành chị Ốc thôi. Ồ, nhưng mà bây giờ mới có 5 giờ 52 phút chiều. Lấy đâu ra ma với cỏ?
À, hay là đội kia chôn mình. Đi tìm phát nữa. Nào, ma đâu? Bật lại ma lên xem nào. Em thử trêu lại mà. Bật lại đi, to vào. Mình nghe tiếng to vào. Ở gần gần đấy rồi các bạn ạ. Tiếng nó ở dưới này các bạn ơi. Cái gì đây? Ma nào? Trốn y thế rồi dọa ma các kiểu nào đi hả? Nó mới bị phát hiện ạ. Ôi giời ơi. Mày quá mình. Ê, tâm lý vương không tí thì bích nhau quần các bạn ạ. Chui ra. Trời ơi, trong này nóng quá. Ai à? Ui, căn phòng bí mật. Kinh quá nhở, xem nào. Người mắt người thì có cái gì nữa đâu. Có gì mà bí mật mặt nữa đâu. Ê, cái này mà hai người vẫn chui được ra, sao một mình tôi cũng không chui được vậy? Đấy, bạn chui rồi đấy. Bạn chui luôn rồi đó. Đâu? Đó, đây tôi đóng cửa luôn này. Ê.